chở con gái đi học về. Nhớ đi học về rồi. Rồi đi bán về thì mà chở con gái đi học về nữa nha mọi người. Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mong con sưởi ấm những cây dài. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong bụng chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng hẳn. Xin chào mọi người, là Tuyết Lan nha. Và hôm nay Tuyết và gia đình Tuyết nó xin nói về bộ đôi gọi xã Thanh Mộc Hương này cho mình biết nha. Và đây là một bộ đôi giàu gọi xã của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Nó rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì khi mà Tuyết gọi thì tóc của Tuyết là nó lâu dơ nè, và nó mượt mà hơn nè. Và nhất là khi mà uống gội nhộm á, thì cái thấy rằng là nó lo phe màu hơn so với cái dòng sản phẩm cũng khác đó. Và nhất là trong cái thời nè, thời tiết nắng gió chang hơi bất, mà công việc buôn bán một tiết ở ngoài trời á, thì nó gội đến 7 ngày sau Tuyết cũng không nghe da đầu của mình nó ra mồ hôi và nó bị bết rít đó. Và sau một cái thời gian gội thì Tuyết thấy rằng là tóc của Tuyết nó mọc lên nhiều hơn và không có bị ướt như những cái dòng sản phẩm. Cho nên là đến với cái bộ đôi gội xã này thì thấy rằng là từ cái dòng sản phẩm này mà con gái của Tuyết nó đã hết nắm cho đến bây giờ. Đây là bộ đôi mà coi là con cưng của mình, và Tuyết nói là con cưng suốt 100% hoàn toàn là cưng này được lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước, để cho mà mọi người được biết đến cái dòng sản phẩm quốc dân này. Và Tuyết cảm ơn công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đã cho ra đời bộ đôi gội xã rất là tuyệt vời này nhé. Và đây, đến bây giờ là Tuyết xin nói về để cho con gái Tuyết giới thiệu về cái bộ đôi gội xã này nhé. Mập nhanh hơn và hơn nữa do đầu con bị nắng, nhưng bây giờ đã hết. Nhờ bộ đôi gội xã này con rất thích, con rất thích gội và muốn lan truyền cho tất cả mọi người. Xin hãy và đến bây giờ là bây giờ là con trai của Tuyết nói nha mọi người. Khi con dùng dầu gội Thanh Mộc Hương này thì con thấy như thế nào? Nó thơm không? Là thơm. Và nó có bị cay mát không? Dạ không. Và con thấy có sạch sẽ không? Dạ sạch. Có ngứa không? Dạ không. Và đây là một cái chai dầu gội rất là tuyệt vời, vì con trai của Tuyết là nó rất là khó khi mà nghe nó tới gội đầu. Và khi gội đầu thì nó sẽ bị chảy cái vào mắt thì nó không chịu. Và đến với cái dòng sản phẩm dầu gội Thanh Mộc Hương này
nó ngay thơm và không bị cay mát nên nó rất là thích gội đầu luôn nha mọi người. Và bây giờ là đến là ông chồng của Tuyết cảm nhận về bộ đôi gội xả Thanh Mộc Hương này nhé mọi người. Và bây giờ là cảm nhận của ông xã Tuyết nha mọi người. Đây đây là ông xã Tuyết khi mà sử dụng dòng sản phẩm dầu gội Thanh Mộc Hương này nha. Tôi xin chào mọi người, tôi là chồng của Tuyết. Từ khi vợ chồng tôi dùng dầu gội Thanh Mộc Hương này, tôi thấy rất là tuyệt vời. Và khi tôi gọi nó, tôi cảm thấy là nó thấy ngứa. Và tôi đi buôn bán gọi tôi ở ngày. Về tôi gọi, tôi thấy là dầu gọi này rất là sướng, rất là sạch sẽ. Và từ khi con tôi bị nấm da đào, nó gọi hết. Và gia đình tôi rất là thích. Và tôi rất là yêu Thanh Mộc Hương. Rồi thì đây là một cái bộ đôi của con cưng của gia đình Tuyết luôn nha mọi người, cho nên là gia đình Tuyết đều rất là thích thì cái bộ đôi dầu gội xả này. Và Tuyết và gia đình muốn là cái dòng sản phẩm dầu gội này lan truyền hết cả cái hình chữ S để cho mọi người biết đến cái bộ đôi rất là tuyệt vời này. Và gia đình Tuyết là đồng xin chào tất cả mọi người, tôi yêu Thanh Mộc Hương. Yeah.